Konnichiwa, học tiếng Nhật cùng Mao đây. Ngày hôm trước thì là mình có được nghe một cái người em nói về việc là mới mua tivi cho bố. Khi mà mua cái chiếc tivi để về thì mặc dù em ấy cũng là làm QA ở trong một công ty IT và đang cùng làm với mình, và mình cũng cũng như em ấy là tiếp xúc rất là nhiều với công nghệ này, rồi cũng tương đối là gọi là, nếu nói một cách gọi nôm na là cũng hầu hết là biết những cái sự kiện mới hay là những cái công nghệ mới ở trên thế giới, vì là bản thân là mình làm những cái dự án và tiếp xúc nó hàng ngày, và mình cũng gần như là tường tỏ về cái việc đó. Nhưng mà khi mà mua cái tivi để về thì thực sự em ấy bảo rằng là thực sự bây giờ thấy mình lạc hậu. Lạc hậu vì sao? Là khi mà mình mua về, mình mới thấy rằng là cái tivi bây giờ nó hiện đại quá. Mình có thể điều khiển bằng giọng nói này, có thể sử dụng app này như là một chiếc điện thoại thông minh thông thường. Nó chỉ không có nghe gọi được thôi, và vẫn có thể cài được các cái app ở trên Android khá là tiện dụng. Rồi cảm thấy rằng là mình không còn bắt kịp cái thời đại hay là công nghệ nữa. Thế rồi là mình đọc được một bài báo. Cái bài báo này thì lại nói về cái việc là kurikashi. Kurikashi ở đây là sự lặp đi lặp lại, và nó nói về cái việc là trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo ngày nay thì mọi người thấy là trong 1-2 năm trở lại đây nó vô cùng phát triển. Ví dụ người ta phát triển ra cái chương trình tuệ nhân tạo đầu tiên này ở Trung Quốc là con gái này, rồi trên các cái robot, rồi các cái nhà thông minh, rồi trên điện thoại smartphone, rồi trên tivi thì người ta dùng cái công nghệ nhận diện giọng nói để có thể điều khiển mọi trang thiết bị bằng cái chính cái giọng nói của mình, và máy tính, điện thoại hay là robot đều hiểu được những cái gì mà con người đang nói. Tuy nhiên rằng là có thực sự là nó phát triển nhanh đến như thế hay không, hay là nó cũng phải cần một cái quá trình rất là lâu dài thì nó mới đạt được tới cái việc là mọi người biết đến như ngày nay, thì mình sẽ cùng thử đọc cái quan điểm mà của cái bài báo mà mình đã đọc, rồi thông qua đó vừa học tiếng Nhật và cùng suy ngẫm với mình xem là có thực sự là nó nhanh đến mức như vậy hay không nhá. Nào, chúng mình cùng đọc. Nội dung cái bài báo đấy như sau. Đó là Jinko Chino ạ. 驚異的に見えるが、その学習不足は単純で、ただ何度も何度もトライして、その結果の誤差やより評価関数の高い方にパラメータを変更させることを繰り返しているだけなのである。Thì ở đây mình sẽ dịch như thế nào ạ? Đầu tiên là có một cái từ ở đây là từ trí tuệ nhân tạo ấy ạ. Từ trí tuệ nhân tạo đây là Jinko Chino, trí tuệ nhân tạo. Kyoi tekini là cái từ nghĩa là đến mức kinh ngạc ấy ạ. Đến mức mà kiểu odoroki, đáng kinh ngạc. Sono gakushu soku là cái quy tắc học hỏi hay là cái quy tắc học tập. Tanjin thì là đơn thuần đúng không ạ? Tada, nandomo nandomo. Tada thì là mình đã phân tích ở trong một cái video gần. Tada thì mình đã phân tích ở trong một cái video cũng khá là lâu rồi ở trên học tiếng Nhật cùng Mao, các bạn có thể xem lại. Nó nghĩa là đơn thuần, chỉ đơn thuần là cái gì đó thôi. Thì mình sẽ dịch cái đoạn này như thế nào này. Nó chỉ đơn thuần là cái gì? Đơn thuần là cái việc lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại cái gì? Thì lặp đi lặp lại cả cái cô tô này. Tất cả cái đoạn này nó là một vế. Lặp đi lặp lại cái A và hay là ya, hay là cái B ở đây. Thì mình sẽ dịch là nó chỉ đơn thuần là việc lặp đi lặp lại những cái sai sót ở trong kết quả. Có nghĩa là nó sẽ phải có rất là nhiều lần sai sót trong cái kết quả và lặp đi lặp lại cái việc đó. Rồi làm biến đổi, sasaeru là làm biến đổi hay là thay đổi các cái parameter là các cái tham số. Những cái bạn nào mà học ở trong IT thì có vẻ sẽ hiểu cái từ tham số này hơn. Nó có nghĩa là mình chỉ hiểu nôm na ấy, thì nó là cái những cái yếu tố thay đổi tất cả những cái yếu tố về phía đúng không, về phía cái hàm số đánh giá cao hơn mà thôi. Ý nói rằng là trí tuệ nhân tạo nó cũng chỉ đơn thuần là áp dụng cái quy tắc học hỏi rất là đơn giản, đó là lặp đi lặp lại nhiều lần những cái sai sót và thay đổi các cái biến số sao cho phù hợp.
để mà nâng cao cái trình độ của nó lên thôi. Tiếp này, 繰り返しが多くなるほど その積み重ねてやがてそのすごく遠くに行ける. Cái câu này rất là hay. Đó là gì? Cái việc mà 繰り返し là cái việc lặp đi lặp lại đấy, 多くなるほど. Nghĩa là nếu như mà cái việc lặp đi lặp lại đấy nó càng trở nên nhiều, càng ngày càng nhiều, thì その積み重ねて bằng cái việc mà mình tích lũy. Tích lũy cái việc đó, sono là cái việc đó, tích lũy cái việc gì? Tích lũy cái việc mà lặp đi lặp lại đó thì yagate. Yagate ở đây là chẳng mấy chốc mà, chẳng mấy chốc mà. Đây là một cái từ của N2. Thì chẳng mấy chốc mà monosugoku, toku ni keru, thì chẳng mấy chốc mình có thể đi đến được một cái nơi rất là xa. Monosugoku là rất là, đúng không? Rất là xa. 人工知能の学習速度はもともと人間の脳から学んだものなのに、のに、mình sẽ nhìn thấy cấu trúc ở đây là mặc dù là như thế này nhưng mà như thế kia, thể hiện cái sự nuối tiếc. Sono honke homoto, cái từ này nó đọc là honke homoto. Sono honke homoto no ningen no kata ga 繰り返しの大切さを忘れているという画面がある. Thì khi mà thấy cái cấu trúc ở đây thì mình sẽ dịch là mặc dù làm sao? Mặc dù là cái quy tắc học tập của cái trí tuệ nhân tạo là vốn dĩ là mananda mono nanoni. Mono ở đây mình sẽ hiểu rằng là nó sẽ thay thế, mono ở đây là cái đại từ thay thế cho cái từ jinko chino no gakushu soku, đúng không ạ? Thì là cái quy tắc học tập của trí tuệ nhân tạo, thì nó là cái thứ mà được mananda là được học tập bởi, được học tập từ cái trí não của con người. Vốn dĩ nó là được học tập từ cái trí não của con người. Tuy nhiên thì làm sao? Sono honke homoto no ningen no hou ga kurikaeshi no taisetsusa o wasureteru という sokumen ga aru. Thì khi mà đọc đến cái đoạn này thì mình sẽ hiểu là cái đoạn đằng sau này nó đang thể hiện cái ý trái ngược lại với cái ý đằng trước. Nghĩa rằng là cái trí tuệ nhân tạo bản chất thì là nó được học từ cái trí não của con người. Nhưng mà tối ưu sokumen ga aru, tuy nhiên thì làm sao? Nhưng mà có một cái quan điểm hay là có một cái góc nhìn rằng là làm sao? Rằng là quên đi cái sự quan trọng của cái sự lặp lại. Và cái gì quên đi cái sự quan trọng này thì chính là phía con người, đúng không ạ? Phía con người là khởi nguồn, đúng không ạ? Phía con người là khởi nguồn của cái việc đó, là khởi nguồn của cái việc mà trí tuệ nhân tạo được học từ con người ấy, học từ cái trí não của con người đấy. Thì bản thân con người chúng ta đang nằm ở cái phía mà quên mất đi cái sự quan trọng của cái sự lặp đi lặp lại. Thì mình sẽ dịch ở đây một cách gọi là văn vẻ là gì? Quy tắc học hỏi của trí tuệ nhân tạo vốn dĩ motomoto là thứ học tập từ não bộ của con người, nhưng phía con người khởi nguồn của nó lại đang quên đi cái tầm quan trọng của cái sự lặp đi lặp lại. Jinko chino ga ningen ni manabu no dewa naku ningen ga jinko chino ni manabu beki toki ga kita. 何度も何度も繰り返しトライして必ずしも改善。何度も何度も繰り返しトライして少しずつ改善していけばいいのだ。このせいで大切なのはたったそれだけのことである. Ba cái câu này thì khá là dễ dịch rồi, đúng không ạ? Mình sẽ nhìn thấy cái cấu trúc ở đây, đó là no đều và naku, có nghĩa là không chỉ là A mà là B. Thì trí tuệ nhân tạo không chỉ là đơn thuần là học từ phía con người, học từ con người, mà con người đã đến lúc toki ga kita ở đây là kuru là đến, đúng không ạ?
đã đến cái thời điểm mà đã đến cái lúc mà nhân ga con người sẽ cần phải học tập từ chính cái trí tuệ nhân tạo. Nan do mo nan do mo kurikashi, có nghĩa là mình cứ phải lặp đi lặp đi lặp lại nhiều lần, thử đi thử lại nhiều lần, rồi skoshi zutsu, từng chút một cải tiến nó đi là được. Kaizen shite ikeba ii no da. Kono se de taisetsu na no wa, là cái điều quan trọng ở trên thế giới này. Tata, tata là để, đằng sau đấy nó thường là một cái số từ về số ít, ví dụ như là chỉ có một hoặc là chỉ có một hai cái thôi, rất là ít. Và cái điều quan trọng trên thế giới này nó chỉ có thế mà thôi. Sore dake no koto de aru, là tầm quan trọng trên thế giới này thì chỉ có vậy mà thôi. Chỉ có vậy mà thôi ở đây chính là cái sự lặp đi lặp lại không ngừng. Ở trong cái bài viết này như vậy, người ta đang phân tích ở theo một cái khía cạnh rằng là trí tuệ nhân tạo nó cũng đã có cái sự nhầm lẫn, có cái sự sai sót rất là nhiều lần từ trước đến nay. Và thông qua cái việc mà lặp đi lặp lại những cái sai sót ấy, rồi lặp đi lặp lại cái tình huống, những cái tình huống cụ thể mà người ta đã phát triển và phát minh, rồi tạo nên cái trí tuệ nhân tạo để áp dụng cho đời sống như ngày nay. Bản thân cái việc mà các cái nhà khoa học nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo thì chắc chắn là cũng đã được thực hiện từ rất là lâu rồi. Và thông qua cái việc là lặp đi lặp lại cái sự thất bại mà ngày nay mình đã áp dụng trí tuệ nhân tạo vào rất là nhiều các cái ứng dụng trong cuộc sống, như là tivi thông minh, rồi nhận diện giọng nói, rồi rất là nhiều các cái lĩnh vực khác nhau, thì bản thân cái trí tuệ nhân tạo đấy nó cũng đã học được cái chính cái nguyên tắc cơ bản của cái việc học hỏi của bộ não con người. Bản thân bộ não của con người chúng ta cũng là sự lặp đi lặp lại và tự trau dồi những cái kiến thức đó. Và dường như con người chúng ta hiện nay thì đang quên mất cái việc đó đi, cái nguyên tắc cơ bản đấy đi. Và trong cái bài báo này nó đã phân tích lại cái việc đó. Mình thấy rằng là cái bài báo này rất là hay và muốn chia sẻ với các bạn. Thông qua cái video lần này thì mong rằng là chúng mình sẽ biết được cái tầm quan trọng của cái việc lặp đi lặp lại, cố gắng và làm việc không ngừng nghỉ. Trong cái quá trình mà mình làm việc đấy thì mình sẽ tự rút ra được kinh nghiệm, và dù một ngày không sao, chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất là nhiều so với hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Ra nè.